Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà những cây táo tàu. Đây thì giống táo tàu này cũng đang tương đối mới ở Việt Nam chúng ta ha, và cây cũng phát triển rất là tốt đó, đang là đâm lá và những cái bông, những cái trái non ra. Thì các ai tìm hiểu cũng biết táo tàu rất là bổ dưỡng cả nhà, mình có thể ăn lúc mà nó chín hoặc là có thể phơi khô để dành phải nấu những món sâm bổ lượng, những món chè, hoặc là nấu những món tiềm ha, những món ăn mặn rất là ngon luôn, và đồng thời là mình có thể bảo quản để được rất là lâu. Thì đây những trái táo tàu nhìn rất là cưng luôn cả nhà. Thì táo tàu thì đang rất là mới với người dân của xứ nóng mình ha, đó, thành phố Hồ Chí Minh nè, Bình Dương, Cần Thơ. Nhưng mà nó vẫn cho trái nha cả nhà. Cây này là cây nhập nè đó. Nhưng mà rất là thích nghi với khí hậu nắng nóng. Cây cho rất là nhiều hoa và trái. Hôm nay chia sẻ với cả nhà ha. Nếu ai mà thích sở hữu một cây táo tàu ở gia đình thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình, các bạn Zalo để mình cho biết thông tin giá cả ha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé.